Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Phước Sửu sẽ review cho mọi người biết được khu Nam Sài Gòn ở đâu và gồm những quận nào và những công trình giao thông hạ tầng phát triển tại khu Nam. Nói đến khu Nam Sài Gòn là một cửa ngõ của phía Nam có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế, thương mại, văn hóa, tất cả các vùng Đông Nam Bộ. Thì khu Nam Sài Gòn gồm những quận nào? Khu Nam Sài Gòn bao gồm quận 7, huyện Nhà Bè, quận 8 và một phần của Long An. Trong đó, trung tâm khu đô thị Phú Nam là quận 7 và khu đô thị cảng Hiệp Phước. Ở đây sẽ phát triển các dịch vụ cảng gắn liền với các dịch vụ thương mại khác. Khu Nam Sài Gòn được định hướng trở thành một khu vực đô thị hiện đại. Tại đây sẽ được tập trung phát triển nhiều khu hỗn hợp đa chức năng như là công nghiệp sạch, nghỉ dưỡng, giáo dục, trung tâm tài chính, thương mại, khoa học, dịch vụ. Ngoài ra, khu đô thị cảng Hiệp Phước thuộc huyện Nhà Bè sẽ trở thành một khu đô thị cảng quốc tế rất là lớn luôn, bao gồm cả khu dân cư, khu dịch vụ, logistics và khu công nghiệp. Vị trí của khu Nam Sài Gòn thì di chuyển như thế nào quý anh chị ha? Thì khu Nam Sài Gòn lấy trục đường Nguyễn Văn Linh là 17.8 km, lộ giới là 120m, rộng 10 làn xe, làm trung tâm phát triển của khu Nam Sài Gòn. Đây, như mọi người nhìn thấy là xe mình đang di chuyển tại cái nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh. Sau này thì cái nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh này sẽ là hai đường hầm và một đường nổi, làm hạn chế tình trạng kẹt xe từ quận 7 xuống Nhà Bè và chiều ngược lại. Khu Nam Sài Gòn có đủ tất cả các loại hình sử dụng đất, bao gồm là trung tâm tài chính, thương mại, công nghiệp sạch, dịch vụ khoa học, văn hóa, y tế, giáo dục, và có khá nhiều khu dân cư đẳng cấp và nổi tiếng trong và ngoài nước, như là khu đô thị Phú Mỹ Hưng được coi là điểm nhấn của toàn khu vực khu Nam. Sắp tới thì sẽ có khu đô thị GS Metro City với 350 hectare cũng đang hình thành và phát triển. Các tuyến đường nối các khu đô thị trung tâm thành phố được hình thành giúp rút ngắn thời gian khoảng cách, giảm thời gian di chuyển bằng xe từ 5 đến 10 phút, nên khu Nam Sài Gòn ít xảy ra hiện tượng kẹt xe. Định hướng phát triển của khu Nam Sài Gòn: thứ nhất là dọc theo trung tâm Nguyễn Văn Linh sẽ là khu đô thị hiện đại được triển khai đồng bộ. Phía đất đường Nguyễn Văn Linh sẽ là công viên cây xanh đậm nét văn hóa, gồm làng Đại học Nam Sài Gòn, khu thể dục thể thao, công viên. Phía nam đường Nguyễn Văn Linh sẽ là vành đai bảo tồn môi trường thiên nhiên. Phía tây khu Nam đô thị sẽ hình thành trung tâm thương mại lớn như là chợ Bình Điền, trung tâm hàng hóa. Và phía bắc là có khu chế xuất Tân Thuận, thúc đẩy sự lưu thông hàng hóa tất cả các vùng. Mục tiêu phát triển khu Nam Sài Gòn: trong chuỗi các đề án mở rộng phát triển thành phố trở thành một thành phố Nam Sài Gòn trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh, thì thứ nhất là giãn dân, giải tỏa áp lực tại khu đô thị trung tâm, tăng cường kết nối mạng lưới giao thông xuyên tâm thành phố và vành đai. Và bây giờ là Phước Sửu sẽ điểm qua một số các công trình giao thông tại khu Nam Sài Gòn. Thứ nhất mà một cái công trình giao thông rất là đặc sắc đang nổi trội đó là cao tốc Bến Lức Long Thành, một trong những công trình giao thông quan trọng nhất tại khu Nam. Có điểm từ Nguyễn Văn Tạo, huyện Nhà Bè, hiện dự án đã hoàn thành được hơn 70% khối lượng công việc. Dự án được phát triển ở phía Nam, đồng thời kết nối các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Và tuyến Metro số 4, như mọi người nhìn thấy thì Phước Sửu đang di chuyển trên đường Nguyễn Hữu Thọ, thì đây là tuyến vành đai số 4 sẽ đi ngang qua. Trong các dự án thì khu Nam thì dự án tuyến Metro số 4 có quy mô lớn nhất với tổng quy mô đầu tư là 97.000 tỷ đồng. Đây là tuyến Metro dài nhất trong hệ thống tuyến Metro thành phố Hồ Chí Minh với tổng chiều dài là 35,7 km, kết nối từ
huyện Nhà Bè đến trung tâm thành phố, đến quận 12. Hiện tại sau khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện thúc đẩy là làm cho khu Nam Sài Gòn phát triển vượt bậc. Cầu Thủ Thiêm 4. Khu Nam còn được đầu tư rất là nhiều tuyến đường, trong đó có một cái tuyến đường là cầu Thủ Thiêm 4 sẽ bắt từ đoạn Huỳnh Tấn Phát, khu chế xuất Tân Thuận sang quận 2. Và cầu Bình Khánh tại khu vực Nhà Bè thì cầu Bình Khánh kết nối với huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ cũng được xây dựng. Đây là một trong hai cây cầu dây văn có độ tĩnh lớn nhất nước ta, thay thế cho phà Bình Khánh với luồng hàng hải có khả năng cho tàu biển nặng 30.000 đến 50.000 tấn hàng hóa lưu thông của mỗi năm. Dự án xây cầu Nguyễn Khoái nối từ quận 4 đi qua quận 7 và cầu Phước Khánh kết nối trực tiếp đến khu Nam với Nhân Trạch, Đồng Nai. Hầm chui Nguyễn Hữu Thọ là khi nãy là mình cũng có đi qua ngang qua hầm chui Nguyễn Hữu Thọ rồi ha. Rồi một số cây cầu lớn nhỏ nằm trong huyện Nhà Bè và quận 7, giống như cầu Phước Long, cầu Long Kiển, và đặc biệt dự án GS Metro City sẽ phát triển mở rộng đường Phạm Hữu Lầu thành nhiều làn đường và có làm hai cây cầu mới là cầu Cống Dinh. Hôm nay thì Phước Sửu sẽ chi tiết sơ qua cho quý anh chị về những cái tiến độ và những cái công trình cơ sở hạ tầng tại quận 7. Thì trong những video tiếp theo, Phước Sửu sẽ chi tiết một vài khu dân cư để quý anh chị nắm rõ đây là cơ hội đầu tư tại khu Nam Sài Gòn, trong khi là hiện tại ở khu vực Nam Sài Gòn giá trị bất động sản còn khá thấp, gọi là vùng trũng của bất động sản. Quý anh chị cần thêm thông tin hãy inbox ngay cho Phước Sửu theo số like bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị nhiều video sau.